Đây, bụng đi, bụng đi. Kiểu này là chắc là giao hàng, rồi mới lượm đen giao mà. Rồi, hết 50 luôn. Đây, bụng đi nha, quay. Quay. Hả? Dạ, con rồi có tiền luôn. Nó giữ thì á trời. Đây. Quay đưa qua liên tục. Anh này lấy hàng thì còn chưa tới tiền. Như vậy sao mà biết coi kiểm soát ha, người ta kiểm soát cũng hay chứ. Quá giỏi luôn người ơi. Rồi. Để giữ không? Mua hàng không? Quá rồi. Chú dân phàm này chịu thổi biết tè luôn. Anh này anh tiếp mít mà nhiều đổ cùng luôn á. Bán mà đổ cùng luôn là có đó thằng kia. Bên kia. Đây là bán lẻ, bây giờ kia là bán và kiểu kia là đặt qua app ấy, là nó riêng á, nó xếp hàng riêng. Để bán rẻ luôn ha. Người ta nhận thông tin, người ta nhận mấy người luôn à? Ma mua dịch chi ba đô, người ta đi mẹ nó chi hai rồi. Ở đây còn chi hai đi lấy con được không? Lấy con được không? Còn em lấy đại luôn đi. Đó cũng có nhầm nè. Mua dịch chi ba chi hai người ta đưa lại. Cho mày làm rồi. Quay đi. Anh vào đây có chưa hả?
cái ấn gì cả trời, đứng chập lên stress luôn á. Đây ngoài bị quay con cái quay nhỉ, là như là người ta muốn chính là muốn bị quay á. À, heo quay là bên đây nha, xếp hàng heo quay là bên kia. Quá khủng khiếp cả đó. Đây cái hàng còn dài lắm. Ai mua bị quay, bị quay để nhanh hơn á, quay để chậm hơn. Dư nửa con cho nên là đưa ra, lấy nửa con là đưa luôn cho nhanh. Đó, dịch là 350 một con. Quá đông. À, thật ra ít bớt bớt người mình vô đăng cho mọi người xem, nhưng mà thật sự ra là không chen vô nổi đâu. Bị cả đưa qua liên tục, quay bên kia đường đưa qua liên tục. Mình em đếp bên đây một xíu để mà quay phía trong cho mọi người nhớ. Ở đây gà này, quay heo quay nha, còn bị quay bên kia. Ở mọi người nhìn cái cảnh đi mua bị quay heo quay gà quay này. À, đây gà luộc kia, gà luộc. Gà luộc có cậu quay không mà không biết. Ủa, biết người ta làm. Quá khủng luôn. Thì mấy ngày này chắc chân viên phải làm mấy công suất rồi may đâu ấy. Thầy mình đứng phía chiều ra ké phía trong một xíu cho mọi người thấy cái không gian phía trong ha. Bởi vì quá đông cho nên là không thể nào mà thấy vô được, che chút vô được. Cái lò quay của người ta ở đây luôn nè. Nghĩ chưa? Wow. Đủ ăn đó. Nhấp nhận ha. Ngày Tết Đoan Ngọ nè mọi người ơi, xếp hàng để mua heo quay vịt quay. À, vịt quay Vĩnh Phúc. Ở đây là đường Phan Văn Trị nha. Quá khủng khiếp luôn. Xếp hàng dài luôn. Ở đây ngoài vịt quay có heo quay nữa nha mọi người. Đây không phải là chỉ vịt quay không đâu. Nhưng mà mình nghĩ xếp hàng kiểu này chắc là lâu lắm mới mua được.
ô tô này, ô tô này ra không được luôn, kẹt cứng luôn. Quá dữ luôn. Ở Sài Gòn là điểm đó là điểm bán khủng nhất về cái việc quay heo quay trong những cái ngày lễ như thế này đó mọi người. Bởi vì họ mình không biết, nhưng mà hồi trước mình nghe chị kia chị chia sẻ đó, thì sau khi mà mua vịt quay heo quay ở đây á, là về cũng thì thấy năm đó làm ăn được, cho nên từ đó người ta năm nào tới cái dịp những cái dịp như thế này là người ta thường ghé ở đây mua, mặc dù là chờ rất là lâu nhưng mà người ta cũng chấp nhận. Bởi vì sau khi mà người ta đem về cúng thì người ta làm ăn được, nó may mắn. Nó cũng có cái hay chứ không phải là không có cái hay đâu. Không phải là tự nhiên mà nó đông đâu, nó cũng có một cái gì đó. Người ta bán ở bên kia kìa, rồi quay ở bên đây nữa, cái sách qua vậy nè. Xe không có một chỗ nào luôn, cái khủng khiếp luôn rồi, không có một chỗ thoát ở cái đường này luôn. May mà cái đường này, cái đoạn này nó không có đi nhiều chứ không là chết luôn. Xe vô lấy hàng á, mình giao hàng mà vô không có một chỗ đậu luôn. Rồi giờ chạy xe ra được cái chỗ đoạn này đúng là khủng hoảng luôn đó trời. Đó, mình đi qua đây mình ghé qua đây một xíu để mọi người thấy thôi ha, chứ thật sự là ở đây đông lắm. Đây đi ra sát lại cho mọi người xem ha. Đây đó, mấy người mua được rồi đó, người nào cũng cầm sẵn tiền ở tay á, nó mới lẹ vậy mới làm được. Đây khỏi nói nữa. Rồi luôn. Ôi, cái cảnh mất hàng cực kỳ. Ôi trời. Thiệt hả trời.